Hi, xin chào tất cả anh em quay lại kênh Hiếu Xe Điện Thì hôm nay mình sẽ làm một clip cân trọng tâm cho xe Philips Cho các bạn không lo về về tốc độ Thì trên chiếc xe Philips á, các bạn đi thì nếu mà lên một cái tốc độ cao Thì mình dám chắc là bất cứ một chiếc xe nào nó cũng sẽ bị trao nha anh em Cái này là mình nói chung với anh em đã làm pin xe tại vì pin xe nó đã nằm ở phía bên sau nó rất là nặng nó bây giờ mình sẽ uh, cố gắng để đưa trọng tâm nó vào phía uh, trước nếu mà theo mình biết tất cả thì mình chưa có thấy một cái clip nào để mà anh em đưa lên một cái trọng tâm xe đưa vào phía bên trước thì hôm nay mình sẽ làm cái con philip này đầu tiên nó rồi sau này mình sẽ quay lại cho anh em tại vì bây giờ mình mới có mở ra và quay lại và nghiên cứu cho một cái con Philips <laughs> Mình thấy nó các bạn đi một con Philips mà với dòng tốc mà các bạn muốn cao lên thì cái nhà sản xuất thì sản xuất ra một chiếc xe này chạy tốc độ với lại 60 70 thôi thành ra là các bạn khi mà các bạn lên cao thì nó sẽ quên mình rất là bảo làm đó thì qua bao nhiêu ngày mình đã nghiên cứu à, để làm cho cái phục trước và phục sau xe đã hoàn chỉnh nhưng mà mình vẫn còn thấy là nó chưa có đạt lắm thì phục trước phục sau là chỉ để cho chiếc xe nó à, à, im lại thôi nó không sốc chứ còn nếu mà về cái à, độ quơ của nó khi các bạn lên tốc độ cao thì nó chưa hết thì cái con xe này mình thấy cũng rất là xịn sò anh em thấy không rất là đẹp con xe này đã làm tặng nhiệt nước cho động cơ và đã làm tặng nhiệt nước cho bộ khiển. Thì đây, bệnh nhân viên mình đang quay lại cho anh em để xem một cái khúc mà mình phải cần phải chia ra, Đó, chia ra để mình gia cố lại cái con phí này cho nó rất là cứng để được các bạn đi được an toàn hơn thì mình cầm một chiếc xe đi thì nói chung ra anh em kỹ thì kỹ nhưng mà mình lúc nào cũng mong muốn được một chiếc xe điện để hoàn thiện để với tốc độ của anh em mình hình như là mình cảm thấy là ở việt nam mình là chưa thấy anh em nào đã làm lên mình chưa chắc là cái này là mình nói riêng một mình mình nhưng mà có thể là tất cả anh em ở trên YouTube mình đã theo dõi Thì mình chưa thấy anh em nào làm trọng tâm này đưa về phía bên trước Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ ra một cái con xe để thí nghiệm Để làm dời về phía bên trước để cho trọng tâm nó được an toàn hơn Thì trong khi mình tháo ra bắt đầu mình sẽ muốn À, cho uh, chiếc xe này nó về trọng tâm thứ trước thì mình sẽ có hai phương án một là mình sẽ đưa pin về phía trước và phương án hai mình sẽ làm sao nếu như mà mình làm cái con xe này mà đưa dàn pin về ở phía trước này mà nó chưa đạt theo nhu cầu của mình muốn nữa thì mình sẽ uh, cố gắng nghiên cứu thêm lần sau nữa nếu mà anh em nào đã làm rồi thì uh, cho mình uh, xin thêm một ý kiến để mình góp hoàn thiện được một chiếc xe à, Philip thì à, nói về chơi xe điện thì mình không muốn cái à, các bạn có vấn đề gì ở bên à, chiếc xe điện đó rồi trước hết đó là mình đi chiếc xe điện là nó không ô nhiễm môi trường Đấy, nhân viên mình hiện tại là đang tháo ra rồi ra mình cũng đang à, muốn đo phân cách chia phần cách ra và sẽ đưa vào phía trước còn nếu mà anh em mà bỏ pin lớn ở phía sau này thì trọng tâm xe mình nó chạy hơi quơ đó mình đi phải có thêm một người nữa còn nếu mà một người mà mình lên tốc độ cao thì tất nhiên là cái dàn xe này nó sẽ không à, không có đáp ứng đủ nhu cầu của anh chị em mình muốn so với chiếc xe máy nha anh em tại vì chiếc xe này rất là đắt đó chỉ những anh em mà có tiền thì mới chơi được những cái chiếc xe điện chứ nói về xe điện nó không phải là rẻ đây thì mình muốn sẽ đưa nó vào ở phía bên bên trước này thì cái clip mình làm tới đây là mình sẽ tạm ngưng và tiếp sau nữa <laughs> mình sẽ quay lại cho anh em quá trình của mình làm của Philip này và sẽ thông báo cho anh em thì anh em xem nhớ đăng ký và chia sẻ kênh cho mình cho mình xin một like để mình có động lực để mình làm tiếp nha anh em rồi tất cả chúc anh em một ngày tốt lành và gặp nhiều may mắn